yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của Bầm. Kênh chim cu gáy hay giới thiệu cho các bác, ở đây là chuồng nuôi chuột lang bỏ ú, mình bán giống bán cảnh cho anh em chơi Tết. Nhân cái dịp đón Tết này, anh em nào về kiếm một con chơi kiểu kiểu như này, rồi kiểu con này nuôi hay lắm, này nuôi dễ mà, mỗi cái lá ngô đi hoặc là tóm lại rau củ quả ngô nghiền đây, ngô bột nghiền này. Anh em mua giống hoặc là cần hiểu biết thêm kỹ thuật thêm về nuôi con này, alo cho mình 0335305982 0989177982. Mình thì ở đang sinh sống tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội các bác ạ. Các bác biết là ngày nào thì kênh chim cu gáy hay cũng chuyển chim, chuyển cây con giống đi xuống văn phòng ở Mỹ Đình, thì anh em sẽ gửi đi toàn quốc. Các bạn thấy nó ăn rất là đáng yêu. Clip hôm nay mình thực hiện là cuối ngày 30 tháng 12 năm 2019 dương lịch các bạn nhé. Các bạn thấy khá là thân thiện. Đây là cái hàng này nó còn bắt đầu là để giống. Nếu mà chuyển cho các bạn thì nó để nó nhỉnh hơn chút. Mình quay clip cho các bạn thấy. Nó ăn, nó rút dần nó ăn. Rất là hay. Một trong những cái lá ngô, lá tre, lá mía và những cái lá khô khô sơ sơ là nó rất thích ăn. Ngô nó ngọt. Con nó khoang cái màu rất đẹp luôn. Một ngô, một bao nhiêu ngô nó ăn cả tuần luôn đấy, nó ăn ít lắm. Báo cáo các bác như vậy. Trong này thì trong miền Nam hay gọi là con bọ ú. Cái gia loại này nếu mà các bạn nuôi như kiểu nền đất này rất là thích hợp. Đất này nó không hôi đâu. Đấy, bạn nuôi ít thì có khi cả năm chả phải dọn. Ok đúng không? Nuôi rất ok luôn, rất nhiều. Thì chương trình đón Tết năm 2020 cũng là năm con chuột, thì hôm nay em thực hiện ngày 30 tháng 12 dương lịch, có nghĩa là cuối cùng của năm dương lịch, để kết thúc đấy, kết thúc năm con lợn thì sang năm con chuột. Mà con chuột thì nếu bạn nào tuổi chuột thì nên chơi một con để lấy may mắn. Thể hiện là một trong những 12 con giáp. Đấy, và nếu như bạn nào chơi cạnh đó thì đang nói là các bạn tuổi chuột thì mình sẽ giảm giá trong vòng 10 ngày tính từ ngày hôm nay là ngày 30 tháng 12 dương lịch. Đấy, và 10 ngày sau mình sẽ giảm giá 30%. Đấy, cho các bạn nào mà có nhu cầu chơi chuột để mà lấy may mắn cái tuổi tuổi Tý năm 2020. Thì clip này là mình sẽ đặt tên nó là clip là dành cho người tuổi chuột. Thì thực ra là cái rất là đẹp đây này, các bạn chơi những con như này rất đẹp luôn, con như này thực tế là nó rất là dễ nuôi mà nó không tốn kém gì cả. Bạn lấy cái lồng các bạn nuôi cho xong mà nó rất là thuần nhé. Nếu mà nó quen các bạn rồi mà nuôi là nó cứ quanh quẩn như là chó con mèo con thôi, nó rất là thân thiện. Mà đặc biệt nó không cắn các bạn đâu, không hề cắn một tí nào luôn.
bạn xem những con này óng ánh rất đẹp, rất là ngộ ngộ cưng cưng, đấy, mắt đỏ đấy, màu này là màu đen đen trắng đấy. Đấy, cái tai nó trông như là con đấy, màu này là vàng 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 trắng đấy. Màu này là đen trắng vàng, trắng đen này. Đen trắng vàng, một là trắng tinh cũng có, đen xì cũng có, nói chung là nó phối màu nhiều lắm các bạn ạ. Nếu các bạn biết đến cái kênh chim cu váy hay của đồng chí Thao thì các bạn thấy là mình chia sẻ khá nhiều những cái khoảnh khắc đáng yêu như thế này, từ những chú chim, chú đà điểu, chú chuột đến những cây chanh, cây quý giống. Thực ra là mình rất yêu thích chăn nuôi trồng trọt. Kênh của mình có bán cái canh chanh cây quý, nó là một trong những cái dòng chanh nó ra quả quanh năm. Các bạn mua một hai cành về để vào cái chậu bonsai ở Yên nên lúc nào cũng có hương chè chanh, có lá chanh, ăn thịt gà và có cả quả chanh để dùng nước chấm các bạn nhé. Rất là hợp lý đấy, mình thấy nó rất là tiện dụng. Còn cái con này thì các bạn chơi thôi. Một số các bạn nuôi một số hộ gia đình thì làm đến khoảng 20 con thì nuôi nó cũng như nuôi gà thôi. Lâu lâu nó đông đông thì làm bữa thôi. Các bạn ướp ngũ vị tẩm vào, quay lên nướng lên à, nó như là những cái dòng thú kia thôi. Rất là ngon, nó ăn thực vật thế này rất là an toàn sức khỏe các bạn ạ. Thời điểm mình đang quay này là ngày 30 tháng 12 năm 2019 dương lịch các bác nhé. Đây, khá là thân thiện, mình có thể sờ vào nó thoải mái luôn. Vứt về nó vẫn ăn bình thường, các bạn thấy nó rất thuần. Các bạn nuôi cảnh, các bạn nên nuôi từ cái đoạn nhỏ này là nó thuần, không sợ người đâu. Nếu mà các bạn nó đã lớn rồi mà nó theo mẹ rồi thì các bạn nuôi nó chạy, nó nhảy, nó hoảng loạn. Như là các bạn nuôi mà cái giai đoạn mình đang uống gột thế này thì là nó ở dạng mồ côi thì nó là thú cưng thì nó chỉ biết gần ai nuôi nó từ nhỏ các bạn ạ. Ai nuôi nó từ nhỏ thì nó trân trọng, nó gần gũi, nó yêu thương thôi. Này, nhiều lắm, mình nhiều lắm, mấy một vài cái ô chuồng như này mình xây rồi mình bỏ tấm ván rồi mình cho cái máng nước này. Bên này thì có cái mái che của lô, bên này này có lưới. Cái diện tích chỗ này nó rơi vào khoảng tầm 3 m² thì mình nuôi được cả trăm con luôn đấy. Thì mình phải làm lưới này để mèo nó khỏi vào, nó vô mất, rắn nó khỏi vô mất các bạn nhé. Vui lắm các bạn ạ. Nếu như các bạn ở nhà có cái cây lá xung quanh ấy thì các bạn nuôi 2-3 con thì nó gần như là cái nguồn thức ăn các bạn không phải no. Các bạn đi chợ về có mấy cặng rau cải, mấy cặng rau muống, mấy thứ linh tinh rau củ quả là nó ăn hết mà. Nếu mà không thì cho mẩu bánh mì hay là một ít lúa hay một ít ngô, nó ăn ngũ cốc mà các bạn. Chỉ có ăn rau và ngũ cốc các bạn ạ. Đấy, đáng yêu. Mình quay này mình dí sát vào tận mặt tận mũi nó nhưng mà nó vẫn đứng im ăn. Để lại số điện thoại địa chỉ nó như sau. Điện thoại của mình thì dùng hai cái sim, sim thứ nhất là 0989177982 và cái số thứ hai là 0333530982. Mình thì tên đầy đủ là Vũ Văn Thao, với quản lý cái kênh chim cu váy hay và mọi người hay còn gọi là Thao cô gái Ba Vì. Đấy, các bác thấy là mình cũng yêu thích chăn nuôi lắm. Giờ này thì dọn dẹp chuẩn bị ăn cơm tối nên mình live stream cũng thực hiện một ít cái clip video đăng lên kênh cho anh em các bác xem. Đấy, các bác giải trí trong những cái ngày cuối ngày làm việc xong rồi. Đấy, các bạn thấy con này còn to to dài dài đẹp. Đấy, trắng đen vàng này, đấy, thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Hôm nay thì mình khuyến cáo các bạn nếu mà nuôi kiểng, nuôi cảnh, nuôi thú cưng thì các bạn lấy những loại nhỏ nhỏ này. Tại vì mình
tách mẹ nó sớm để cho mẹ nó đi đẻ, nên là nó gần như nó mồ côi, nó rất là thuần các bạn nhé, rất là thuần luôn. Một trong những cái thế mạnh của mình đã ship hàng nhiều năm nay, đã có những cái người đại diện tại văn phòng bến xe Mỹ Đình và văn phòng bến xe miền Đông. Các bạn ở khu vực miền Trung miền Bắc chuyển như này mình cam kết ok, không có vấn đề gì rủi ro nhé. Các bạn ở khu vực miền Nam thì phải chi phí hơn, bởi vì mình phải đóng vào cái lồng sắt niêm phong và có nhân viên chăm sóc vui nấng ở trên đường nhé, kể cả chim hay đàn hiệu hay chuột thế thôi. Đi đường dài có thể là 3-4 ngày nhưng mà nó sẽ không bị chết nếu như mình quan tâm đến nó, đúng không? Còn nếu khu vực miền Trung thì mình chuyển trong ngày thôi, trong ngày từ Hà Nội đi vào trong miền Trung thì trong ngày thôi. Thường là mình không phải đóng một lồng thì chi phí nó sẽ thấp hơn. Và các bạn như vậy, các bạn thấy là mình đang review, đang chia sẻ những cái khoảnh khắc cái đàn chuột cưng của mình đang ăn bữa tối. Thì ra nó ăn một ngày nó ăn cũng ít thôi, mà này nuôi thì không tốn kém, không phải đông cám hay là không phải chi phí thì nhiều cả, có lượng ngô này nó ăn được lâu lắm. Các bạn thấy mình để này nó ăn hết cái ở dưới, nhưng rút dần cái trên xuống thì nó sẽ không dẫm vào, không đái vào. Đó cũng là một cái kinh nghiệm kiểu như bò rút rơm ấy. Các bạn thân mến, là mình càng nuôi đông thì chúng càng nhau nha, theo nhau chúng ăn và chúng tụm vào trong cái gầm cái tấm bờ lô này, tụm vào đấy là ấm áp đấy. Ấm áp tự được cái hơi thân nhiệt của chúng sẽ sưởi ấm cho nhau. Đấy, các bạn nhìn này, đông lắm, chỗ là cái chỗ này của mình hàng trăm con luôn đấy. Đó, các bạn là như vậy. Đó, chỉ cần một lúc nữa là ăn hết cái ở dưới là nó rút dần ở trên xuống, rút dần ở trên xuống, rút cả đêm nó sẽ rút hết chỗ này, sáng mai ra là hết chỗ này. Thế mình cái loại này là nó ăn đêm rất là siêu, nó sẽ có cảm giác nó sẽ ăn. Đó, mình thấy là cái này thì được cái nó không hôi hám đâu, mình thấy là ok đấy. Sạch sẽ gọn ghẽ luôn. Đó, thấy nó khá là đáng yêu, sáng lại chút rồi mặt đẹp từng màu lông. Tết năm con chuột mình sẽ giảm giá một chút cho các bạn nhé, giảm giá 30% các bạn. Bạn nào có con em cháu nhỏ hay xem TV hay nghịch điện thoại, các bạn mua ngay cho một cặp chuột này, mình cam kết là họ sẽ rất là yêu thương chú cưng và họ sẽ bớt cái thời gian để mà họ chơi mà bồng bế rồi chơi vần vò này, không có cái mầm bệnh không bị cắn là được rồi. Nên là không có thời gian để mà nghịch điện thoại nữa. Mình bán cho một vài cái trường hợp bố và mẹ, ông bố thì mà ui anh ơi chúng nó vần suốt ngày, nhưng vần nó thuần như một con thỏ, cho vào khăn, cho vào lồng, bồng bế như em bé. Bản thân nó vần gò mãi, nó còn kia nó thuần, nó gần người, nó giúp vào tay người. Thế bắt đầu là cho cái mọc ngô, cho cái bánh mì, cho cái nọ cái kia là nó mình ăn gì cho nó ăn cái đấy thôi. Như kiểu mình nuôi con chó con, nuôi con mèo con cưng này. Đó. Thì đấy, ví dụ như mình quay xa này, các bạn thấy là bản thân mình thích những con màu trắng đen này. Đó. Cái màu đen với màu trắng nó tương phản nhau rất là dậy màu. Các bạn thấy mắt nó đỏ đỏ nhánh nhìn khá đều. Đây là mình đang bật cái đèn flash điện thoại. Đấy, nó ăn ngô này, ăn ngô này. Ơi, đang quay video. Anh đang quay video, đừng hỏi anh cái gì cả, tí nữa nói chuyện. Nhất ô thứ hai, ô bên cạnh. Các bạn
làm cái cửa nó lật này, lật ra phát nó tự nó gục xuống làm nào nó không nhấc được vào, rắn nó không trèo được lên, xây ở ngoài này. Nó giúp đầy ở dưới gầm bờ lô rồi, cũng ngô cũng cám thôi. Đây này nó ăn no rồi, chỗ này ăn no nó giúp cái gầm. Đây là cái logo của cái kênh của mình. Để các bác mà mua cái con chuột lang bọ ú giống thì các bạn nhìn thấy cái số điện thoại rất là quen thuộc. Cái tên kênh của mình trên YouTube là Chim Cu Gáy Hay. Logo này là con giống bọ ú chuột lang. Các bạn có thể liên hệ vào ba cái số điện thoại trên. Bên mình có giao hàng toàn quốc các bạn nhé. Ngoài ra thì đây là cái logo có cái cây chanh tử quý nữa. Thì đây là trên khuôn viên, trên sân thì mình có nuôi chim gáy, trang trại chim gáy và trang trại. Sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước, lời ru của bầm.